Ngoài kia hoa mai đang hé màu, nắng xuân đang bừng lên, và nơi phía chân mây có lời âu yếm quê hương tôi đang đón chờ. Xếp lo âu vào nhau, xuân ơi tôi sẽ về với gia đình, với anh em, với bao nhiêu nụ cười. Mừng xuân năm mới, tôi chúc cho anh em bạn bè, những người ở lại tìm thấy nhau trong giây phút ban đầu. Mừng xuân năm mới, tôi sẽ đi giữa mọi người nơi con đường mà trước đây tôi lớn lên từng ngày. Rồi tôi đi qua bao cánh đồng, ngắm con sông ngày xưa, mẹ sẽ dẫn tôi sang chơi nhà cuối phố khi xưa tôi hay vui đùa. Những anh em tuổi thơ vây quanh bên bếp hồng, bố sẽ ngồi nói tôi nghe những tâm tư cuộc đời. Mừng xuân năm mới, tôi chúc cho anh em bạn bè, những người ở lại tìm thấy nhau trong giây phút ban đầu. Mừng xuân năm mới, tôi sẽ đi giữa mọi người nơi con đường mà trước đây tôi lớn lên từng ngày. Mừng xuân năm mới, tôi chúc cho anh em bạn bè, những người ở lại tìm thấy nhau trong cao trước ban đầu. Mừng xuân con đường mà trước đây tôi lớn lên từng ngày, nơi con đường mà trước đây tôi lớn lên từng ngày. Ca khúc Tiếng Gọi Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa. Và bài hát này hôm nay Linh rất là hạnh phúc được quay ở một cái mảnh vườn rất là xinh như thế này, với một cái lời hay đã được nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết sau khi ca khúc đã được ra đời chính thức. Và cái bài hát này Linh mong muốn như là một cái món quà gửi đến tất cả các bạn vào cái dịp Tết đến xuân về, đặc biệt trong một cái Tết đặc biệt như năm nay. Linh biết rằng là có rất là nhiều người thì đã và đang ở xa quê, không thể về đón Tết với gia đình, và cũng có rất là nhiều những người khác thì lại đang ở trong vùng bị phong tỏa vì dịch Covid và cũng không thể di chuyển để đến gần, để về những người thân của mình. Thế nhưng mà hôm nay thì chúng tôi ở đây chỉ có vài anh em thôi, một cái ekip nhỏ xíu thôi, và mong muốn là có một cái MV rất là nhỏ, rất là xinh xắn và mang đầy những cái tình cảm gia đình, những cái niềm vui nho nhỏ mà Linh mong rằng là mọi người sẽ có thể cảm nhận được
khi mà lắng nghe ca khúc này. Và đặc biệt là cái bài hát ngày hôm nay thì Linh thu ngay ở tại cái mảnh vườn này. Hôm nay là thu âm trực tiếp cùng với em Hoàng Mạnh, một nghệ sĩ guitar mà hai chị em đã có dịp quen nhau trong cái chuyến du ca đi và hát của Thái Thủy Linh ở Đà Lạt. Thế thì hôm nay trong một cái ngày cuối năm thì chúng tôi ngồi bên một cái bếp lửa như thế này, luộc, ở trong này là đang có bánh chưng đấy. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Cảm ơn con. Và hôm nay rất là vui vì có con trai bạn Cá Mập đã tham gia vào trong MV cùng với mọi người. Con chúc Tết mọi người như nào nhỉ? Con chúc Tết bạn mẹ. Rồi điệu quá. Con chúc mọi người mạnh khỏe. Con chúc mọi người mạnh khỏe đi. Con chúc mọi người mạnh khỏe, đang nói thầm, con chúc mọi người mạnh khỏe. Vâng, Linh không có mong ước gì hơn là mong cho tất cả chúng ta sẽ có một cái Tết, trước tiên phải là một cái Tết an toàn, một cái Tết mạnh khỏe. Và chúc cho các bạn, cho dù là ăn Tết bên gia đình hay là ăn Tết một cái Tết nó có thể là khác đi một chút, lạ đi một chút, thì chúng ta vẫn sẽ có được những cái sự yêu thương, những cái sự chia sẻ. Và những người ở xa quê thì sẽ nhận được thật nhiều những cái tình cảm qua mạng xã hội này, qua điện thoại này. Và chúng ta sẽ luôn biết rằng là mình không cô đơn, bởi vì có hàng triệu người Việt Nam năm nay cũng sẽ lựa chọn một cái Tết xa gia đình để đổi lấy cái sự bình yên cho rất nhiều người khác. Và những cái sự hy sinh đó chắc chắn sẽ không phải là những sự hy sinh vô nghĩa. Linh mong rằng là Việt Nam sẽ đón một cái mùa xuân chúng ta có thể ăn Tết muộn lại một chút xíu thôi, nhưng mà đó sẽ là một mùa xuân thật sự là an, thật sự lành, khi mà Covid đã bị đẩy lùi trên đất nước của chúng ta. Chúc mừng năm mới nhá, được không? 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Mừng xuân năm mới. Tôi chúc cho anh em bạn bè, những người ở lại tìm thấy nhau trong giây phút ban đầu. Mừng xuân năm mới, tôi sẽ đi giữa mọi người nơi con đường mà trước đây tôi lớn lên từng ngày.